Cocomi 90g, tàu hơn 20%, giá 4.500. Vắng cừ danh vọng phát sóng lúc 18:30 thứ 6, 7 chủ nhật hàng tuần trên Vion. Vô đi. Dạ thưa chú, chú gọi con có chuyện gì không chú? Có phải chú trách con chuyện của Vi cho nên muốn sa thải con phải không chú? Nếu tôi cho phép, cậu có dám cưới con Vi không? Chú nói sao? Cưới Vi à? Phải, tôi muốn cậu là con rể của tôi. Cậu có muốn không? Dạ, tất nhiên là con muốn chứ. Con nằm mơ cũng muốn cưới được Vi, còn muốn làm con rể của chú mà. Mà sao chú lại hỏi con chuyện này vậy? Hay là chú đang thử lòng con phải không chú? Cậu có yêu con Vi không? Dạ có, con yêu Vi. Con thật sự rất yêu Vi. Nếu có thể được ở bên cạnh Vi, con sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Cậu nói sao? Nếu như cưới được con Vi, cậu sẵn sàng làm tất cả hả? Dạ phải. Tôi biết là con Vi nó yêu thằng Dương, nhưng mà thằng Dương thì khiến con Vi đau khổ, cho nên tôi muốn kiếm cho con Vi một người chồng phải hết mực yêu thương nó. Tôi tin là ít ra cậu làm được điều này. Dạ. Chuyện này chú làm con bất ngờ quá. Con còn đang sợ chú sẽ trách mắng con về chuyện làm Vi bị thương. Không ngờ là chú lại cho con cơ hội này. Tôi muốn gặp mặt ba cậu để người lớn hai bên bàn chuyện cưới xin. Được thì tháng sau đám cưới luôn. Dạ, tháng sau luôn hả chú? Vậy có phải là bị nhanh quá không chú? Ủa làm sao, cậu không muốn hả? Hay là cậu muốn cho thời gian để con Vi với thằng Dương làm lành với nhau? Tới lúc đó là cậu sẽ không còn bất cứ một cơ hội nào để mà có được con Vi đâu. Nhưng mà con chỉ sợ Vi. Con Vi nó là con gái tôi. Cậu nghĩ là tôi nói nó không được hay sao? Thôi không dài dòng nữa, cậu nhắn cho ba cậu gặp tôi đi. Dạ, ba con đi thăm ba con xa rồi, mấy tuần nữa mới về chú. Cậu kêu ông ấy về liền đi, đám cưới của con trai mới là quan trọng, còn chuyện thăm bà con lúc nào mà thăm không được. Tôi nói vậy thôi, tùy cậu. Nếu như mà không có tranh thủ vào lúc này thì chẳng còn lúc nào tốt để mà lấy con Vi đâu. Chắc cậu không thấy nói với thằng Dương như thế nào ở bệnh viện rồi hả? Muốn tránh đêm dài lắm mộng thì cậu phải làm liền tay đi. Tôi là tôi giúp cậu hết cách rồi đó. Cậu mà còn không làm được thì chỉ còn tự trách bản thân mình thôi à. Dạ, con sẽ hỏi ba con nhanh chóng quay về để bàn chuyện cưới hỏi với chú. Ừ, nhanh đi. Còn bây giờ thì cậu tới bệnh viện tranh thủ chăm sóc cho con Vi để bù đắp tình cảm cho nó. Tôi sẽ nói thêm vô cho. Dạ, bây giờ con sẽ tới bệnh viện liền nè. Chú, con cảm ơn chú nhiều lắm. Con cảm ơn chú. Nghe bác sĩ nói ngày mai là có thể xuất viện được rồi đó con. Về tới nhà mẹ sẽ nấu nhiều món ngon cho con ăn tẩm bổ để lấy lại sức nha. Dạ. Con chào cô Ngọc. Ừ. Em khỏe hơn chứ Dương nè? Con đưa Vi đi dạo giùm cô nghe. Cô lên phòng lấy nước cho Vi uống đi, nãy giờ chắc nó cũng khác rồi. Dạ. Mẹ, con đâu có khác đâu mẹ. Hai con nói chuyện với nhau đi nha. Nói chuyện với Dương đi con. Anh đẩy em đi dạo nha. Ngày mai tôi xuất viện rồi, anh không cần vào đây để chăm sóc tôi đâu.
Em về nhà anh sẽ qua nhà em. Có mẹ ở nhà chăm sóc tôi rồi. Em vẫn muốn trốn tránh anh hả? Em vẫn không muốn cho mình một cơ hội nào sao Vi? Tôi đã nói rõ với anh rồi. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, chúng ta khó mà quay lại với nhau. Bây giờ người anh cần trân trọng tình cảm là Giang, chứ không phải là tôi. Anh biết trong chuyện này Giang là người chịu thiệt thôi, và cũng là người chịu điều tiếng. Nhưng anh cũng là người bị hại mà. Giữa anh với Giang không xảy ra bất cứ chuyện gì hết. Vì đã từ chối cậu rồi, sao cậu cứng đầu quá vậy? Tôi đã nói là anh đừng xen vào chuyện của tôi mà. Cậu nói cho tôi mới nghe hay sao? Vậy còn anh thì sao? Cô cũng đã từ chối tình cảm của anh rồi, sao anh cố chấp vậy? Ít ra tôi không dính bận ai khác. Trong lòng tôi chỉ có một mình Vi thôi. Còn cậu tính bỏ rơi em gái tôi, cậu tính chối bỏ trách nhiệm với con Giang hả? Chuyện giữa tôi và Giang có xảy ra chuyện gì hay không, anh là người biết rõ nhất. Tôi chưa làm gì hại tới em gái của anh hết. Nhưng cậu đã khiến cho Vi phải đau khổ, phải chịu tổn thương. Cậu nói cậu yêu Vi, vậy cậu nhớ lại coi, cậu đã từng đối xử cô ấy như thế nào hả? Giữa tôi với cậu có thể xảy ra hiểu lầm, nhưng tình cảm tôi dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi. Cậu cũng vậy. Nếu không, cậu đã không đợi cú đánh hết cho tôi. Thôi đi, hai người đừng có nói gì nữa hết. Tôi không cần ai yêu thương chăm sóc hết. Hai người đi đi. Hai đứa thôi đi, đừng có làm cho con Vi nó kích động. Mẹ ơi, bây giờ mình đi về phòng đi mẹ. Con mệt lắm rồi, con nhức đầu lắm rồi mẹ ơi. Thôi hai đứa về đi, khi nào Vi khỏe lại thì hai đứa tới thăm sau. Mình đi về phòng liền đi mẹ, con mệt lắm rồi. Mày bỏ cuộc đi, chú Tính đã đồng ý gả Vi cho tao rồi. Mày cố gắng bao nhiêu cũng vô ích thôi. Anh nghĩ nói tôi sẽ tin sao? Mày không tin đúng không? Được rồi, chờ tao một chút. Alo, chú đây. Dạ, chú Tính. Con tới thăm và chăm sóc cho Vi, theo lời chú đã dặn đó. Nhưng mà chú ơi, con không biết mua gì để tẩm bổ cho Vi hết. Hay là chú tới dẫn giùm con nha. Tại vì con muốn đến ngày cưới, Vi phải thật là mạnh khỏe và xinh đẹp. Con nghĩ như vậy là tốt đó. Có gì con hỏi con Vi nha. Ráng chăm sóc nó giùm chú, chứ chú cũng không biết nữa. Dạ dạ, con cảm ơn chú. Sao, mày nghe rõ chưa? Chờ tao gửi thiệp cưới đi. À, mà nhớ sắm một bộ đồ mới để đi dự nghe chưa? Alo. Ông đừng có tìm lý do để tôi phải xuất hiện nữa. Tôi chỉ xuất hiện vào ngày tổ chức hôn lễ. Thay vì tìm cách dụ tôi lộ diện, ông nên tìm cách để đám cưới diễn ra chu toàn thì hơn. Chút nghe con. Dạ con chào cô. Em đỡ chưa Vi? Em đã kêu anh về rồi mà, sao anh vẫn còn ở đây nữa vậy? Cô, để con phụ cô. Để anh em cho em có ăn. Tay em tự ăn được. Thật sự là bây giờ em đang rất là mệt, em không muốn gặp anh, cũng không muốn nói chuyện với anh nữa. Em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Vi, sao kỳ vậy? Dương chăm sóc cho em thì được, nói chuyện với em, còn đưa em ra ngoài nữa, trong khi anh thì không. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn em và Dương sẽ quay lại với nhau thôi. Có quay lại hay không á thì đó là chuyện cá nhân của em, không đến lượt anh phải quan tâm.
Hồi trước á, đúng là anh không nên lo, nhưng bây giờ thì khác rồi em. Em là vợ sắp cưới của anh, anh có quyền chăm sóc cho em chứ. Anh nói cái gì vậy? Em với anh yêu nhau bao giờ? Em cũng có đồng ý cưới anh bao giờ đâu, mà anh nói em là vợ sắp cưới của anh. Phải đó cậu Hoàng à, cậu có quyền theo đuổi con gái tôi, nhưng mà cậu không thể nói chuyện lung tung như vậy được. Thằng Hoàng nó không có nói lung tung đâu. Ba đã quyết định rồi con, ngày 10 tháng sau sẽ là ngày đám cưới của hai con. Cái gì? Trời ơi, ba, chuyện gì vậy? Con đã nói rõ với ba rồi mà, con không bao giờ yêu anh ta, và con cũng sẽ càng không bao giờ cưới một người mà con không yêu. Không sao đâu con, chưa yêu thì mình lấy nhau về rồi dung dén tình cảm cho nhau là sẽ có tình yêu à. Ba đang nói cái gì vậy? Tự nhiên đang yên đang lành bắt con cưới anh ta là sao? Con là con gái của ba, ba nói con nghe không? Không là ba từ mặt con đó. Chuyện gì đang xảy ra với ba vậy? Tại sao ba lại ép buộc con một cách vô lý như vậy chứ? Vi, em bình tĩnh đi Vi. Dạ chú bớt nóng. Dạ con thấy cũng hơi gấp. Hay là mình để tháng sau mình tính được không chú? Tôi đã quyết định rồi, cứ vậy mà làm. Tất cả những chuyện này là do anh đúng không? Anh đã làm cái gì để ép buộc ba tôi, để ba tôi phải bắt tôi làm những chuyện vô lý như vậy? Anh nói cho rõ Vi, đi Vi, con em bình tĩnh lại. Em bình tĩnh đi Vi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Vi, anh đi đi. Cậu đi về đi. Anh đi. Em bình tĩnh đi. Rồi. Đi ra ngoài rồi, đi. Rồi, anh đi liền. Cậu đi đi. Dạ, thưa cô chú con đi. Chuyện cưới của con là chuyện lớn, sao anh không bàn trước gì với em hết vậy? Thì bây giờ bà biết rồi đó, cứ vậy mà làm đi. Anh, chuyện gì đang xảy ra vậy mẹ? Tại sao lại như vậy chứ? Bí mật đó có liên quan đến ba phải không ba? Ông Tinh mới chính là người đã tông chết ba năm xưa. Nếu đúng là như vậy thì con phải làm sao đi ba? Vì vừa mới cứu mạng con, ba có thể cho phép con từ bỏ việc tiếp tục điều tra để phơi bày sự thật không ba? Con lại nhớ ba con hả? Con không vô thăm con Vi hả? Vi nó đỡ hơn chưa con? Hồi trước mẹ ngăn cản con với Vi hẹn hò với nhau là vì chuyện mẹ qua lại với ông Tính, có đúng không mẹ? Đó là chuyện của quá khứ thôi mà. Còn bây giờ con yêu ai, con chọn ai, mẹ cũng đồng ý hết. Con sẽ cưới Vi. Chuyện này, vậy là con bỏ qua lỗi lầm của mẹ và chú Tính hả? Không, chuyện của mẹ và ông ta cả đời này con sẽ không bao giờ quên. Nhưng Vi thì khác, cổ không tiếc mạng sống để cứu con. Con yêu cổ và con cũng nợ cổ. Con nhất định sẽ cưới cổ. Ngồi đi con. Con lên phòng nghỉ ngơi đi, rồi còn chuẩn bị cho đám cưới nữa. Con sẽ không lấy chồng đâu, và con cũng không muốn ai bắt buộc con phải như vậy hết. Không phải là bắt buộc, mà là ba muốn kiếm cho con một người chồng yêu con, để nó còn lo lắng cho con suốt đời được. Ba mẹ đâu có sống với con cả đời được mà lo cho con được hoài hả Vi?
Sao lúc nào anh cũng bắt con phải cưới cậu Hoàng vậy? Lúc trước thì anh coi thường cậu ta, còn bây giờ thì anh lại xem trọng cậu ta. Em thiệt không hiểu nổi anh nữa. Nói chung là tôi không thích nó quay lại với thằng Dương. Con không thấy là thời gian qua thằng Dương nó đối xử với ba làm sao hả? Ba không thể nào chấp nhận một đứa con rể mà sất sược như vậy được. Nhưng cũng đâu nhất thiết phải cưới cậu Hoàng. Tôi thấy thằng Hoàng nó là đứa chân thành với con Vi nhất, vậy là đủ rồi. Nhưng mà con không cần sự chân thành đó của anh ta. Bây giờ có chuyện gì xảy ra đi nữa con cũng không bao giờ lấy anh Hoàng đâu. Vậy còn vẫn nuôi hy vọng lấy thằng Dương hả? Con sẽ không lấy cả anh Hoàng lẫn anh Dương. Vi à, ba muốn con lấy thằng Hoàng là bởi vì thời gian của ba không còn nhiều nữa đâu. Trời ơi, anh bệnh hồi nào? Sao em không hay biết gì hết? Mà từ trước tới giờ em cũng đâu có thấy anh có triệu chứng gì đâu. Tôi bệnh lâu rồi, nhưng mà tôi giấu, không muốn cho mẹ con bà biết. Tôi sợ mẹ con bà lo lắng. Bao lâu nay tôi âm thầm điều trị, nhưng mà bây giờ thời gian của tôi nó không còn nhiều nữa. Trước khi ba mất, ba muốn thấy con lấy chồng, rồi ba sẽ tìm cách để con thừa hưởng cái tập đoàn này. Con và thằng Hoàng sẽ cùng nhau quản lý. Ba không muốn cái tập đoàn này rơi vào tay mẹ con thằng Dương. Ba ơi, con xin ba mà ba, nhất định là con sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để điều trị cho ba. Bệnh ung thư đại tràng không phải là không thể chữa được. Con xin ba đừng vì bệnh của mình mà ép con cưới một người mà con không yêu mà ba. Con xin ba mà ba. Thôi mà con, ngay cả cái tâm nguyện cuối đời của ba mà con cũng không thực hiện được. Con muốn ba chết không nhắm mắt hả Vi? Vậy không lẽ ba bắt con phải sống với một người mà cả đời này con không yêu hả? Nếu mà như vậy con sống cũng không bằng chết đâu ba. Vi, Vi à. Trời ơi, tại sao chú Tính lại muốn mình và Vi cưới nhau gấp như vậy? Muốn ngăn cản thằng Dương quay lại với Vi thì cũng đâu cần đến mức gấp gáp như vậy. Nhưng mà đây là cơ hội trời ban, mình không thể bỏ lỡ được. Chỉ có điều Vi năm lần bảy lượt từ chối mình lạnh lùng như vậy thì liệu cái đám cưới này có được diễn ra hay không? Con cầu ông bà tổ tiên dòng họ cho con là Vũ Huy Hoàng được thuận lợi cưới Lê Hoàng Bảo Vi. Và chỉ cần con cưới được Vi, con sẽ thành tâm cúng kiến, thờ phụng ông bà một cách chu toàn. Lúc đó khi tụi con đã là vợ chồng, từ từ tụi con sẽ vun đắp tình cảm, tụi con sinh con đẻ cái. Từ lúc đó Vi cũng sẽ vì con cái mà chấp nhận ở bên cạnh con suốt đời. Dạ, con mong ông bà phù hộ cho con. Dạ, dạ. Anh ảo tưởng quá rồi đó. Anh Hai à, con nhỏ này làm hết hồn à. Ảo tưởng cái gì? Không có nha, chuyện anh cưới Vi là có thật. Ê nè, vô trong lấy giấy viết, phụ anh lên danh sách khách mời coi. Người ta đồng ý chưa mà anh đòi cưới? Anh nói cho em biết, anh đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của chú Tính. Đám cưới sớm muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Ba gọi nè.
Dạ, con nghe nè ba ơi. Chuyện đám cưới sao rồi con? Thấy chưa? Ủa, anh hai cưới là thiệt hả ba? Sao ba cũng biết mà con không biết gì hết trơn vậy hả? Ba cũng mới biết đây thôi. Con nhớ phụ huynh hai con tổ chức đám cưới cho chu toàn nghe. Alo ba ơi, sao nhà có chuyện hệ trọng vậy ba chưa về nữa? Bên nhà người ta chú tính đã xuống nước rồi. Còn chuyện gì mà quan trọng hơn đám cưới của con hả ba? Ba có lý do riêng. Con yên tâm đi, ngày đám cưới giữa con và Vi ba sẽ xuất hiện. Vậy nghe, vậy thôi nha con. Vắng cờ danh vọng phát sóng lúc 18:30 thứ sáu, 7 chủ nhật hàng tuần trên Vion. Không hiểu chuyện gấp bên họ hàng mà ba nói là chuyện gì? Có điều gì quan trọng mà ngay cả đám cưới của anh ba cũng không về để chuẩn bị ta? Thôi kệ đi, cái đó không quan trọng. Chuyện quan trọng là bây giờ chú tính hậu thuẫn cho anh để cưới Vi. Anh nói em nghe, chỉ cần anh cưới được Vi thì em vẫn còn có cơ hội đến với thằng Dương đó. Em chuẩn bị tinh thần đi. Nè, nhân lúc nó suy sụp, em chiếm lấy tình cảm của nó, hiểu không? Con ở đây mà suy nghĩ những gì ba nói đi. Vậy chừng nào mà con chịu lấy thằng Hoàng thì ba sẽ thả con ra. Ba thả con ra đi mà ba, con là con gái của ba mà, ba đừng có đối xử với con như vậy mà ba. Ba, anh ơi, con nó mới xuất viện về, nó còn yếu dữ lắm, anh đừng có bắt nó chịu khổ như vậy mà. Tôi cấm bà tháo dây cho nó, tôi mà phát hiện bà giúp nó thì đừng có trách tôi. Bà có nhốt con ở trong phòng đi nữa, con cũng không bao giờ đồng ý lấy anh Hoàng đâu. Ba, alo, tôi nghe. Tôi muốn gặp ông. Tôi đang ở nơi xa lắm, không gặp được đâu. Ông trao đổi gì với ông Tính để ông ta ép Vi phải cưới Hoàng? Điều mà cậu điều tra bấy lâu nay, ông chỉ có một bí mật thôi, mà cùng lúc ông có thể lấy ra làm điều kiện trao đổi với tôi và cả ông Tính. Ông đúng là cao tay thật. Do cậu lựa chọn thôi. Hồi trước tôi đã nói, chỉ cần cậu cưới con gái tôi thì cậu sẽ biết được sự thật. Nhưng cậu lại từ chối, cậu chọn bỏ rơi nó. Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho con Giang thì tôi phải mang lại hạnh phúc cho thằng Hoàng. Tôi đã rất tử tế là không báo công an chuyện ông cố tình mưu sát tôi. Bây giờ ông còn muốn ra điều kiện với tôi hả? Tôi ở tù một lần rồi, không ngại ở tù thêm một lần nữa đâu. Mà dù tôi có ở tù hay không thì thằng Hoàng cũng sẽ cưới cùng Vi thôi. Cậu không thay đổi được cục diện đó đâu. Đừng cố gắng vô ích. Ông, alo. Alo. Em bị bà khóa cửa nhốt ở trong phòng rồi. Bà cứ một ai bắt ép em phải cưới anh Hoàng. Anh cứ cứu em đi. Em không thể chịu nổi cảnh giam cầm như vậy nữa. Vi, em đợi anh. Anh tới liền. Chỉ cần ông không ép Vi cưới Hoàng, tôi sẽ không điều tra vụ chuyện của quá khứ nữa. Cho dù con có điều tra hay không thì sự thật vẫn chỉ có một. Chú không có làm gì khuất tất mà phải sợ hết. Còn cái chuyện đám cưới của con Vi, chú đã quyết định rồi,
không thay đổi được đâu. Con về đi. Vậy thì ông thả Vi ra. Ông không có quyền nhốt Vi. Kỳ Dương, con Vi nó là con gái của chú. Chú muốn làm gì thì làm, đó là quyền của chú. Còn con, đừng ép chú phải dùng biện pháp mạnh với con đó. Dương à, con nghe cô nói đã. Chú Tính đang bệnh nặng, ông ấy sợ không sống được tới ngày chứng kiến con Vi đi lấy chồng, cho nên ông mới cưới gấp như vậy. Sao trùng hợp quá vậy? Ông bị bệnh thiệt hay là giả bộ bệnh để ép Vi đám cưới? Ông nói láo. Cậu thôi đi. Cậu đi về đi, đừng có làm loạn ở đây nữa. Con Vi nó đã đủ khổ lắm rồi. Cậu đừng làm phiền gia đình tôi nữa. Chồng và con gái của tôi đang bệnh, họ cần được nghỉ ngơi. Cậu đi về ngay đi, đừng có để tôi phải nặng lời với cậu. Cậu đi về đi. Con đi về đi, đừng làm loạn ở đây nữa. Làm loạn cũng không giải quyết được gì đâu. Không lẽ mình để cho Vi vậy sao cô? Cô sẽ gặp riêng con để nói rõ mọi chuyện. Chuyện này con đừng có cho ai biết hết. Đây là bí mật của cô và con nha con. Đi đi, nghe lời cô về đi mà. Đi đi. 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 Anh, em đuổi thằng Dương nó về rồi. Vợ chồng bao nhiêu năm nay tôi chưa bao giờ thấy bà hành xử như vậy. Em chỉ phản ứng nhất thời để nó không làm loạn ở nhà mình thôi. À, mà chuyện thằng Dương nó nói điều tra quá khứ là chuyện gì vậy anh? Nó cứ luôn nghĩ cái chết của ba nó có liên quan tới tôi. Không biết là nó suy diễn từ đâu mà nó quy chụp tôi là hung thủ. Cái thằng này, nó có bị làm sao không? Chuyện đó, báo chí, công an đều đã điều tra rõ như ban ngày rồi mà. Vậy đó, mà nó cứ nghĩ là do tôi làm. Bà thấy chưa, nó cứ vậy thì làm sao tôi an tâm giao con Vi cho nó được. Anh à, đó là chuyện của nó, chứ con gái mình có tội tình gì đâu mà mình phải giam nhốt nó ha anh. Thôi, anh thả con ra đi anh. Thì khi nào nó đồng ý nó lấy thằng Hoàng thì tôi thả nó ra. Bà là mẹ nó, bà thương nó, thì bà khuyên nó nghe lời tôi đi. Nhưng mà tôi không còn nhiều thời gian để mà hai mẹ con bà do dự nữa đâu. Anh, tôi thấy sức khỏe của tôi nó ngày càng yếu. Em sẽ cố gắng khuyên con Vi nó làm theo lời anh. Có thật không? Hay là bà lại khuyên nó bỏ trốn? Anh đang bệnh như vậy, sao mà em để con bỏ trốn đi được? Em sẽ khuyên con, anh cứ giam nhốt nó như vậy hoài không phải là cách đâu. Lỡ như nó chống đối đến cùng rồi nó suy nghĩ dại dột thì vợ chồng mình phải làm sao hả anh? Thôi được rồi, tôi tin bà lần này. Nhưng đừng bao giờ giở trò qua mặt tôi. Còn Vi nó mà bỏ trốn là tôi chết không nhắm mắt cho bà coi. Dạ. Sao con không chịu ăn? Phải ăn mới có sức để hồi phục chứ. Con không ăn, con sẽ tuyệt thực cho ba biết là không đời nào cũng chấp nhận cái đám cưới đó. Lúc nãy Dương nó tới làm loạn, nó một hai đòi thả con ra nhưng bị ba con ngăn cản rồi đuổi về rồi. Anh thứ thiệt hả mẹ? Tại sao mẹ không giúp ảnh hả mẹ? Chính mẹ đuổi nó ra khỏi nhà. Vi à, con nên nghe lời ba con, chấp nhận cưới thằng Hoàng đi. Sao
Tự nhiên đến mẹ cũng như vậy. Sao tự nhiên mẹ về phê ba bắt ép con vậy? Vì à, mẹ xin con hãy cưới thằng Hoàng đi. Con hãy thực hiện tâm nguyện cuối đời của ổng đi. Để ba con được vui mà kéo dài sự sống trước bệnh tật. Nha con. Không, chuyện ba con bị bệnh con vẫn chưa biết được thật hay là giả. Vẫn chưa biết rõ. Con sẽ không gì cái hồ sơ bệnh án đó mà để bà sắp đặt cuộc đời con đâu. Mẹ đi ra ngoài đi, con không muốn gặp ai nữa hả? Nếu con không đồng ý cưới thằng Hoàng, ba con sẽ buồn lòng. Nếu ông ấy mà có mệnh hệ nào, mẹ cũng sẽ chết theo ông ấy. Mẹ sao vậy? Chẳng phải là ngày hôm qua mẹ còn đứng về phía con mà. Mẹ đã phản bác chuyện đám cưới, tại sao bây giờ mẹ lại thay đổi thái độ như vậy chứ? Vì à, những chuyện mẹ sắp nói với con phải bình tĩnh mà đón nhận. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Có phải là có chuyện gì mà con chưa biết đúng không mẹ? Mẹ nói cho con nghe đi. Có chuyện gì vậy? Mẹ nói cho con nghe đi mẹ. Mẹ muốn con đồng ý cưới Hoàng không phải vì mẹ đứng về phía ba con, mà là vì giúp mẹ và thằng Dương lấy được bằng chứng phạm tội của ba con. Mẹ đang nói cái gì vậy? Bằng chứng phạm tội gì? Phải, bằng chứng phạm tội đụng chết ba thằng Dương. Con có biết lý do gì sao mà thằng Dương nó đột ngột đòi chia tay với con không? Là vì nó phát hiện ba con mới là người ngoại tình với bà Thư, chứ không phải là ông Hải. Và từ đó thằng Dương nghi ngờ ông Tính mới là người đụng chết ông Thái. Tại sao? Tại sao? Nhưng mà tại sao anh Dương có thể điều tra ra được chuyện đó? Nó được một người bí ẩn nhắn tin cung cấp manh mối cho nó. Và người bí ẩn đó chính là mẹ. Là mẹ hả? Vì à, chuyện này con phải tin mẹ. Con đồng ý cưới thằng Hoàng đi con. Chỉ khi con đồng ý thì ông Hải mới ra mặt, thì thằng Dương và mẹ mới có bằng chứng phạm tội của ông Tính. Ông Hải đang giữ bằng chứng phạm tội của ông Tính. Mẹ ơi, nhưng mà tại sao trong chuyện này mẹ lại không tin ba chứ? Tại sao mẹ không đứng về phía ba mà lại bắt tay với anh Dương vậy? Mẹ nên nhớ ba là chồng của mẹ, ba là người thân của mẹ mà. Không lẽ về chuyện ba ngoại tình với cô Thư mà mẹ muốn đưa ba vô tù luôn hả mẹ? Bởi vì mẹ căm hận ông ta. Mẹ không chỉ hận ông ta ngoại tình, mà mẹ còn có một mối hận khác con à. Mẹ muốn ông ta phải trả giá thích đáng về những tội ác mà ông ta đã gây ra. Minh Ngọc, con gái của ba, khi con đọc được lá thư này thì ba đã xa con mãi mãi. Nhưng mà ba không cho phép con gục ngã. Con phải nhớ tới cái chết tức tưởi của ba, để mạnh mẽ, khôn ngoan mà sống tiếp bên thằng Tính. Bởi vì nó là một con rắn độc. Nó đã lợi dụng lòng tin của ba để chiếm đoạt hết tài sản của gia đình mình. Và nó đã tráo hết tất cả các kiện hàng của công ty, rồi vu khống cho ba là bán hàng cấm. Ba không cam tâm đi tù vì âm mưu đê hèn của nó. Ngọc à, con phải âm thầm bên cạnh nó, đóng vai là một người vợ hiền, tảo tần, cam chịu, để con tìm cho ra được bằng chứng phạm tội của nó, lấy lại gia sản của nhà mình và trả thù cho ba. Chuyện gì vậy?
Sao ba của con lại là một người như vậy hả mẹ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao ba lại là người bức chết ông ngoại? Bây giờ con mới hiểu tại sao bao nhiêu lâu nay mẹ cam tâm nhịn nhục như vậy. Tại sao mẹ phải sống khổ như vậy hả mẹ? Trước mặt ông Tính con phải đóng kịch giả vờ đồng ý lấy thằng Hoàng, vì đây là cách duy nhất để có được bằng chứng dạch tội ông Tính. Nhưng mà dù sao đây cũng là ba của con, làm sao mà con có thể làm chuyện này với ba của con hả mẹ? Làm sao mà con có thể đẩy ba con vô tù được? Không được, con không làm được. Mẹ đừng làm khó con nữa, con không thể nào làm như vậy được đâu mẹ. Con phải làm, con phải bắt ông ta phải trả giá. Con có nghe lời mẹ không Vi? Mẹ ơi, con không làm như vậy đâu. Con làm máu mủ của ba, con không bao giờ làm chuyện bất hiếu với ba như vậy được. Mẹ ơi, con xin mẹ, chuyện ba với ông ngoại đã là quá khứ rồi. Chuyện ba ngoại tình với cô Tư, chuyện ba đụng chết ba anh Dương, nó cũng đã qua lâu lắm rồi mà mẹ ơi. Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ bỏ qua cho ba đi mà mẹ. Ba là người thân duy nhất của mẹ con mình mà. Mẹ bỏ qua cho ba đi mẹ. Vì nghe mẹ nói nè, ông Tính không phải là ba ruột của con. Con là đứa con riêng của mẹ, con không liên quan gì tới ông ta hết. Con hiểu không? Mẹ đang nói gì vậy? Con biết là bây giờ mẹ đang oán hận ba dữ lắm, cho nên mẹ mới nói như vậy đúng không? Không thể nào có cái chuyện vô lý như vậy được. Năm đó, sau khi ông ngoại con mất, mẹ phát hiện ông ta ngoại tình với bà Thơ. Lúc đó mẹ rất căm phẫn, vì muốn trả thù nên không thể ly hôn ông ta, lại vừa đau khổ vì bị ông ta cấm sừng. Mẹ đã đi uống rượu, rồi mẹ gặp một người đàn ông. Ông ta cùng mẹ uống, uống đến khi mẹ say không biết gì hết. Và rồi sau tình một đêm đó, mẹ đã mang thai con đó Vi. Sau khi sinh con, mẹ đã đi thử ADN. Con và ông Tính không hề có huyết thống gì cả. Cho nên Vi à, trước mặt ông Tính con phải đóng kịch, con phải giả vờ đồng ý cưới thằng Hoàng. Đây là cách duy nhất để có được bằng chứng dạch tội ông Tính. Khỏe. Em thấy anh nên hạn chế lên tập đoàn đi. Có việc gì á thì làm việc ở nhà cũng được mà. Bây giờ quan trọng nhất á là anh phải điều trị và dưỡng bệnh. Anh đừng tham công tiếc việc quá, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của anh đó. Hôm nay em đã tham khảo một số bác sĩ giỏi. Em có nói với bác sĩ là tới xem hồ sơ bệnh án của anh để coi thử có phương pháp điều trị nào hiệu quả hay thôi không. Khỏi, tôi có bác sĩ riêng rồi, đi nhiều bác sĩ rối thêm. Vậy thì anh phải tranh thủ điều trị càng sớm càng tốt. Bây giờ sức khỏe của anh là quan trọng nhất đó. Vậy thì việc quan trọng nhất bây giờ đó là chuyện hôn nhân đại sự của con Vi kìa. Khi nào mà nó đồng ý làm đám cưới với thằng Hoàng, tôi mới an tâm được.
Mình làm cha làm mẹ muốn làm cái chuyện tốt nhất cho nó, vậy mà suốt ngày nó cứ ương bướng chống đối mình. Không biết khi nào nó mới làm cho tôi an tâm nữa. Ba, ủa, ba có sắp xếp thời gian điều trị bệnh đi, con sẽ đồng ý cưới anh Hoàng. Lớp dinh dưỡng theo ca bồi cuốn cuốn, bé thích mẹ an tâm.